hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường do Bộ Tài nguyên Môi trường phát động. Sáng ngày 3 tháng 6 năm 2022, tại Vườn Hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Hành động vì Môi trường và Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề Chung tay vì một Hà Nội xanh. Đến dự lễ phát động có ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm. Cùng dự có đại diện các tổ chức chính trị, xã hội thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành của thành phố, các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế cùng đông đảo người dân thành phố Hà Nội. Phát biểu khai mạc lễ phát động, ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng: Chỉ một trái đất là thông điệp mà chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc lựa chọn cho Ngày Môi trường Thế giới năm 2022 nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất. Tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng đang là vấn đề nan giải hiện nay, gây tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái, gây bệnh tật cho người dân. Để chỉ ra nguyên nhân cũng như đưa ra những kiến nghị đưa thành phố Hà Nội xanh hơn, bà Mona Su, Giám đốc ngành Môi trường, Tài nguyên và Kinh tế Biển, khu vực Đông Á, Thái Bình Dương Ngân hàng Thế giới, cho rằng: As we know, people of Hanoi are exposed to high levels of pollution, high PM2.5 concentration above national standards and much higher than the prescribed international standards by the WHO. Our findings suggest that much of the pollution originates outside of Hanoi, transported from the Greater Hanoi Red River Delta region, other provinces in Vietnam, as well as other countries, international shipping and natural sources. Only one third is generated within the city. Addressing air quality in any serious manner would therefore require coordinated approaches across various neighboring provinces under the leadership of Hanoi City. Experiences from around the world have demonstrated the benefits of coordinated regional approaches to effectively deal with air quality at a city level. Health and productivity of the population and livability and attractiveness of the city can be considerably improved with these actions. Và thông điệp vì một trái đất cũng như vì một Hà Nội xanh thì chúng ta đều thấy là hướng tới những cái vấn đề thiết thực, đó là các cái giải pháp bảo vệ môi trường bền vững trong cái tốc độ phát triển kinh tế thì phải đảm bảo kinh tế phát triển nhưng luôn luôn đảm bảo về môi trường phát triển bền vững và luôn luôn phải đảm bảo đặt mục tiêu sống sức khỏe của người dân lên làm đầu. Thì dẫn đến cái vấn đề môi trường xanh đó là một cái thông điệp đến Hà Nội là xanh, sạch, đẹp, đáng sống. Đấy là những cái mà giải pháp thiết thực và trọng tâm mà thành phố đã đặt ra vấn đề. Hà Nội hưởng ứng Tháng Hành động vì Môi trường và Ngày Môi trường Thế giới với thông điệp chúng ta hành động vì Hà Nội xanh nhằm huy động sự tham gia rộng rãi của hệ thống chính trị, tổ chức, cộng đồng, tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội, cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Năm 2022, với những hoạt động kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới và đặc biệt là triển khai luật môi trường có hiệu lực từ năm 2020, thì chúng tôi tiếp tục thực hiện những mô hình là thu gom và phân loại cái rác thải nhựa, cái rác thải giá trị thấp để tăng cường cái việc giảm cái những cái tác động xấu đến môi trường, vì cái khối lượng rác thải nhựa trong sinh hoạt là một khối lượng lớn và tiềm ẩn một cái sự đe dọa về cái thảm họa ô nhiễm trắng cho cộng đồng. Nên việc này là chúng tôi đang tập trung quan tâm giải quyết và triển khai thực hiện thí điểm tại 6 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.